Theo Bộ Nội vụ, chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước, gọi tắt là CPAS, trong giai đoạn 2017-2020 tăng dần qua mỗi năm từ 80,90% lên 85,48%. Khoảng cách chênh lệch giữa tỉnh thành phố có chỉ số hài lòng cao nhất và tỉnh thành phố có chỉ số hài lòng thấp nhất được thu hẹp dần, từ 28,05% xuống 20,08%. Cũng như các năm trước, CPAS 2020 cung cấp một bộ các chỉ số phản ánh nhận định, đánh giá mức độ hài lòng và nhu cầu, mong đợi của người dân, tổ chức đối với 16 nhóm dịch vụ công thuộc 8 nhóm lĩnh vực được cung ứng tại 3 cấp hành chính ở địa phương. Bảng xếp hạng chỉ số CPAS 2020 sẽ được công bố vào chiều nay.